Xin hân hoan chào đón toàn thể anh chị em tài tử đời, tài tử ca đã nhấn chút thời gian đến đây họp mặt, giao lưu, trao dồi thêm bộ môn nghệ thuật. Lời nói đầu tiên xin chúc toàn thể anh chị em chúng ta có một sức khỏe dồi dào và lời chào thân thương nhất. Và cũng để mở đầu cho chương trình, nữ Hoàng Sơn sẽ thể hiện theo thế điệu Ngũ Khúc Long Quy với tựa đề Đêm Tài Tử, cố soạn giả Trần Ngọc Thạch và được nhạc sĩ Minh Nhàn đờn guitar, nhạc sĩ Kim Nhạn đờn tranh. Xin mời toàn thể anh chị em chúng ta hướng mắt về sân khấu để thưởng thức qua tài tử ca Hoàng Sơn. Tuyết Mai chuẩn bị đó nha, Tuyết Mai. Thank you.
xin cảm ơn những cảnh quan thân thương. Và để tiếp tục chương trình xin